Trong chương trình chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Con Tum, sáng nay đoàn công tác của chính phủ do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn đến dân hương tại di tích lịch sử điểm cao 995 Chư Tăng Cờ Ra và kiểm tra công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Sa Thầy. Cùng đi với đoàn công tác có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hữu Tháp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác dân hương tại di tích lịch sử điểm cao 995, Chư Tăng Cờ Ra, thuộc địa bàn xã Gia Xê, huyện Sa Thầy. Nơi đây ghi danh hơn 200 liệt sĩ đã anh dụng hy sinh trong trận chiến đấu trên điểm cao 995 Chư Tăng Cờ Ra vào ngày 26 tháng 3 năm 1968. Đa số đều là những người lính sinh ra tại thủ đô Hà Nội. Năm 2012, đảng bộ chính quyền, nhân dân thủ đô Hà Nội và tỉnh Con Tum xây dựng công trình văn hóa tâm linh đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Chư Tăng Cờ Ra để tri ân những người con thủ đô đã hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc. Năm 2013, Chư Tăng Cờ Ra được tỉnh Con Tum công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh. Sau khi dân hương tại di tích lịch sử điểm cao 995 năm Chư Tăng Cờ Ra, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang và đoàn công tác thăm trạm quản lý bảo vệ rừng Gia Cờ Rây thuộc vườn quốc gia Chương Mâm Rây. Phó Thủ tướng hỏi thăm tình hình thực hiện nhiệm vụ, điều kiện công tác sinh hoạt của lực lượng thực hiện nhiệm vụ tại trạm, động viên các nhân viên trạm cố gắng khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phó Thủ tướng tặng 100 triệu đồng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Cục Kiểm lâm tặng 100 triệu đồng, cho trạm quản lý bảo vệ rừng Yakray đầu tư diễn khoan, máy bơm, pin năng lượng mặt trời để đảm bảo điều kiện sinh hoạt cho nhân viên trạm. Làm việc với các chủ rừng trên địa bàn huyện tại trụ sở Ban quản lý vườn quốc gia Chiêu Mâm Ray, Phó Thủ tướng đề nghị các đơn vị chủ rừng, lực lượng kiểm lâm báo cáo cụ thể những khó khăn vướng mắt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng tại địa phương phó thủ tướng trần lưu quang nhấn mạnh dự báo nắng nóng còn tiếp diễn do đó các đơn vị chủ rừng phải xây dựng cụ thể phương án phòng cháy chữa cháy rừng theo từng tình huống tăng cường công tác kiểm tra giám sát về phòng cháy chữa cháy rừng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm tuyệt đối không được chủ quan lơ là mất cảnh giác cần đảm bảo lực lượng ứng trực sẵn sàng huy động lực lượng tại chỗ xử lý ngay khi cháy rừng xảy ra